này mình sẽ gắn cú mid tới mình nha anh em. Rồi cú không kịp rồi. Chiêu ba đây nè, hất tung ra bằng sau nè, chút xíu nữa tao chết luôn nè. Dừng cú không kịp và lên bảng điểm số luôn rồi anh em ơi, hên quá. Rồi bây giờ mình sẽ chạy về lane của mình thôi. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi vị tướng, anh em nhìn anh em biết tướng gì chứ không? Đây là vị tướng chắc chắn là ai cũng có và cũng ít anh em chơi vị tướng này lắm. Tại vì game mới ra mà, cho nên anh em chơi chưa có nhiều được nhiều tướng đúng không? Anh em nào mà chơi bên tóc bên Liên Minh Huyền Thoại bản PC rồi á thì mình sẽ không đề cập tới, mình chỉ đề cập tới những bạn mà mới lần đầu chơi tóc chiến thôi nha anh em. Thì đó vị tướng Vina này sở thủ. Anh em mà nào mà thích chơi vị tướng AD này kia rồi á, cơ động này kia đó, thì Vina là vị tướng thích hợp để với anh em chơi nha. Vị tướng hiện tại nó là một xếp hạng AD mạnh nhất ở thời điểm hiện tại đó anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái bộ kỹ năng của nó nha. Cái nội tại của vị tướng Vina này là thợ săn bóng đêm. Khi anh em di chuyển về hướng địch á, anh em sẽ nhận được 30% tốc độ di chuyển. Anh em di chuyển càng gần thì anh em sẽ nhận thêm là tối đa là 90% tốc độ di chuyển nha anh em. Trời ơi, cái nội tại này á, khi mà anh em đi săn người đó thì anh em thì làm sao mà nó chạy thoát anh em, đúng không? Giống như xì bo 110 nó kéo vậy đó. Rất là nhanh luôn, càng gần thì nó càng nhanh nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ qua về bộ kỹ năng nè. Kỹ năng 1 của Vina là nhào lộn. Khi anh em lộn một vòng á là anh em sẽ cường hóa đòn đánh thường. Còn quá đòn đánh thường nó sẽ gây ra sát thương thêm là 24% nha anh em. Nó sát thương cộng thêm của nó thôi. Còn cái chiêu 2 của Vina là mũi tên bạc. Cái chiêu 2 này á là nó hay ra cái điểm. Nó sẽ cường hóa đòn đánh thường của anh em lên thành sát thương chuẩn và sát thương phần trăm máu nha. Tối đa là 3% máu đã mắc của mục tiêu. Anh em thấy không? Bật lên một cái bắn cái là rất là thấm máu luôn. Rồi cái chiêu 3 của vị tướng Vina, mình nói sơ sơ thôi, anh em nào không hiểu anh em cứ bình luận bên dưới nha, mình sẽ làm clip hướng dẫn kỹ hơn. Bây giờ mình sẽ nói về cái chiêu 3 của vị tướng Vina này. Chiêu 3 của nó rất là hay nha, nó cũng có cái nội tại nữa. Đó là chiêu 3 của vị tướng Vina là cái vàng anh em ơi, tóc biến chạy dài. Cái pha này mình phải tóc biến thôi, nếu không mình sẽ không thiết cái tóc biến đâu. Chứ em mà nhiều anh em thiết cái tóc biến là bỏ mạng thiệt đó nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái chiêu 3 của vị tướng Vina này. Chiêu 3 của vị tướng Vina là kết án. Khi anh em dùng trúng mục tiêu á thì mục tiêu nó sẽ dâng ngược ra phía sau nha, gây thêm 50% sát thương vật lý nữa. Còn anh em mà dính nó vô tường á, anh em sẽ nhận được anh em sẽ gây ra 90% sát thương vật lý lần và đồng thời làm choáng 0.5 giây. Ồ, anh em thấy không? Trời ơi trời, anh em cứ dùng kêu mà nhắm vô tường nghe, nhắm hướng vô tường, nó dăng vô tường một cái nó trốn 0.5 giây là thời điểm đó là nó sẽ lên bảng điểm số rồi nha anh em. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần chiêu cuối của Vina này. Chiêu cuối của Vina này là chiêu cuối thời khắc cuối cùng đó. Cái chiêu cuối rất hay. Nó hay ở điểm nào? Khi anh em bật chiêu cuối, anh em sẽ nhận thêm 20% sát thương vật lý, tăng cho thợ săn, tăng cho cái nội tại thợ săn bóng đêm. Trời ơi trời, anh em nhận được cộng thêm là nếu mà anh em cái nội tại thợ săn bóng đêm của anh em nè mà anh em bật cái chiêu cuối lên đó là anh em sẽ cộng thêm 20% nữa là 48% sát thương vật lý. Đó là cái nội tại thợ săn bóng đêm của nó nha. Khi mà anh em bật cái chiêu cuối lên nó sẽ tăng cỡ đó đó anh em ạ. Đồng thời chiêu cuối của anh em sẽ kéo dài thời gian là 3 giây và nó sẽ tăng mạnh của cái chiêu 1 nhào lộn cường hóa đòn đánh thường của nó đó anh em là lên 8 giây và chiêu 2 của nó là mỗi tên bạn thêm 8 giây nữa nha. Ý là nó vừa tăng một lúc là 2 chiêu, nó tăng sát thương lên chiêu 2 và chiêu 1 của vị tướng Vina này là 8 giây, còn cái hiệu ứng của chiêu cuối là 3 giây nha anh em. Nói gì cho anh em dễ hiểu lên, nói gì cho anh em dễ hiểu thôi. Rồi bây giờ thì ngực thằng cái thằng top tem bạn á thì chỉ có cái âm trụ thôi, nó biến về mình sẽ không cho nó biến về đâu. Nó biến về nó mua đồ sao, hù nó cái nè, hù nó thôi. Và nó tính bắn nó vô tường tầm không tới nè, mà cái tài nó hơi ngắn chút xíu nhưng mà không sao đâu.
Bây giờ mình sẽ ép ép cái trụ này cho bảy luôn nè. Ây da, là bắn trúng nó thì trụ bắn mình mới ghê hết em ạ. Cái trụ nó gần bể rồi anh em ơi. Một tí nữa thôi, mình nhây một tí nữa thôi, cái trụ thấy là cũng bể rồi. Thì hiện tại bức ganh của mình là bức ganh bạch kim nha anh em. Còn đối với phần trang bị nãy giờ quên đó, phần trang bị và ngọc nữa trời. Cái phần trang bị và phần ngọc của vị tướng Vena này á thì mình sẽ để trên cái màn hình. Tại vì mình không có nhớ tên, mình không có đọc tên được. Mình mà đọc tên được á thì anh em chưa chắc anh em hiểu á, tại bản gì là bản tiếng Anh mà. Anh em chơi Fit ADN cho anh em chơi mà, đúng không? Thì mình sẽ để cái phần trang bị và ngọc ở chỗ đó xong rồi coi này. Tóc biến giờ bật cu ti luôn. Khi anh em bật cu ti đó, anh em nhào loạn một cái anh em sẽ nhận được một giây tàng hình nha. Còn hiệu ứng thì anh em đọc lên em sẽ được tàng hình. Pha này mình sẽ ôm trụ thôi chứ mình nhào ra là mình chết luôn đó anh em ơi. Cái lượng đam của nó bây giờ là đam gần nó bây giờ là quá khủng rồi. Hai thằng nó cứ me cái trụ mình hoài. Nè ông nội muốn ăn thì vô ăn đi, tôi cho ăn cái. Mẹ gần nó đây nữa. rút dày chết. Bắn gắt để thấm nha. Nếu mà không có gần ở đây mình lên mình solo với cái thằng top em nói là bảo đảm với anh em 100% mình ăn rồi. Tại vì cái thời điểm hiện tại là mình bắn là rất là đau rồi, mình 4 cây vàng rồi mình chưa có về mua đồ nữa đó anh em. Mình chấp nó luôn. Đây. Con mít làm gì vậy ta? Bà mít này bà sung khơ đó, nãy giờ bà chết mấy mạng rồi đó. Mình không để ý đó. Nãy giờ lo bình luận khơ không à. Về mua đồ, đóng đồ, bắt đầu lên chơi tiếp nha anh em. Chết mẹ, gừng nó căng 3, căng 4 luôn kìa anh em ơi. Chạy à, tưởng đâu. Rút nhẹ về thôi. Rút đi, bên đấy tới 4 người lận. Và này mình về mới được. Lộn qua một cái nha, né kêu nó, mà nó kéo về là bỏ mạng liền đó anh em ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ farm con quái này đi. Gần nó không chịu farm thì mình farm thôi. Giờ mình sẽ chạy ra đường thường thông. Tính ra đường top mà gặp cái thằng đường mid mà gặp top đây nè. Solo với top nè. Bật chiêu 2 nè. Bật cái chiêu cuối nè anh em thấy không. Bật luôn cái chiêu 3 nè. Bật luôn cái chiêu 1 nè. Dùng chiêu lãng hết. Bật luôn cái hít phẫu trợ nè. Lộn một cái chết nè. Queo nè. Thì combo nó dễ hơn em. Combo của nó thì anh em bật cái chiêu cuối vô anh em lộn liên tục thôi. Khi anh em lộn một lần anh em sẽ được tàng hình 0.5 giây nha. Còn anh em bật cái chiêu 2 nó lên thì anh em sẽ được sát thương 100% máu nữa. Chưa kể sát thương chí mạng nữa nha nè. Lâu lâu nổ chí mạng cái là 4-500 luôn đó. Rồi bây giờ mình sẽ ra phụ hàng tết thôi. Hàng mít thôi. Vì ăn con gồ này trước nha nè. Này con gồ hay con cua, nhầm bạn nó con cua thì mình nói con gồ thôi. Tại nó đi khá là chậm. Hiện tại mình đã được giết 2 mạng rồi. Nãy qua đi kiếm cua xanh rồi không có. Đây. Bật cái chiêu 2 nè. Một hit nữa, 2 hit nè, 3 hit nè. Qua đây đẩy cái trụ này luôn. Rút, trời ơi gần cua sung quá. Về thôi. Bây giờ mình sẽ ép được cái đằng lính lên nè. Không xong rồi, đại dương nó tóc biến lên luôn kìa. Tóc biến lên với tôi vậy. Ông làm gì mà chết mạng hay không, tóc biến thiệt. Tóc biến chạy giờ thôi nè mày. Cái pha này thôi, rút, để cho gần đó đi. Cái pha này nó 4 thằng ở đó là nè. Chơi lại đâu. Ăn con rùa này xong mình sẽ đẩy ra cái đường AD đánh, nó nói mình đánh như cái quần hay gì đó. Đây nữa nè, solo với bạn luôn nè. Bật cái chiêu 2, bật cái chiêu cuối nè, lộn một cái nè, tàng hình nè, bắn cái nữa nè, 2 cái, 3 cái, lộn cái, tàng hình, bắn cái nữa nè. Anh em thấy không? Khi mà anh em tàng hình nó đâu có chịu sát thương về nó đâu. Anh em dùng cái chiêu này, dùng chiêu 1 khéo xíu anh em né kêu rất là ok nha. Né sát thương rất là ngon luôn á. Bây giờ mình sẽ biến về nha anh em. Bây giờ đi đâu vậy ta? Bây giờ hết đường đi luôn rồi. Team mình bây giờ là thằng nào cũng xanh hết. 24, 11 rồi anh em ơi.
trận này thì auto win rồi. Thì mình sẽ ráng câu giờ cái tem này. Tại vì mình sẽ cố gắng làm clip 15 phút nha anh em. Chứ win sớm quá thì không đủ 15 phút anh em coi không có đã ha. Anh em nào xem clip mình nhớ bấm like và subscribe hỗ trợ giúp mình nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây giờ xu bật một phát, hai phát, ba phát, bốn phát, chạy đi đâu. Ơi trời ơi, bị khớ rồi. Thằng này một phát, hai phát, ba phát, bốn phát, năm phát lên bảng điểm số. Còn thằng này à, bật cái chiêu hai bắn nè, một phát nè, hai phát, ba phát, lộn cái bắn cái nữa nè, bốn phát. Quá hay anh em, quá đã. Rồi có thể là trận đấu kết thúc ngay tại chỗ này luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đẩy cái trụ này xong mình dậy. Thôi đừng có win, chút xíu đi hao win, giết khoảng mười mấy mạng đi hao win. Tôi mới giết có năm mạng à. Em rồi trận đấu mình sẽ kết thúc lại đây nha. Cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi clip của mình. Nhớ bấm like và subscribe hỗ trợ giúp mình nha anh em. Bye bye, hẹn gặp anh em vào clip sau của mình.